Chào mừng các em học sinh đã trở lại với kênh của thầy nha. Thì trong bài giới hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em vẽ một bài trang trí hình chữ nhật nha các em. Đó. Thì tùy theo khả năng của các em thì chúng ta có thể là vẽ đơn giản. Rồi đó những em có năng khiếu thì chúng ta sẽ vẽ nhiều họa tiết đẹp hơn ha, những họa tiết phức tạp hơn. Đối với bài này thì thầy cũng vẽ bình thường ha, cũng không có phức tạp lắm. Để cho các em theo dõi ha. Thì đầu tiên mình vẽ cái hình chữ nhật nha các em ha, hình chữ nhật. Đừng cho nó dài quá ha. Nếu mà dài quá mình vẽ họa tiết nó không cân đối nha, nó sẽ không đẹp nha. Vẽ vừa phải thôi. Đó, hơi hình chữ nhật vừa phải thôi chứ đừng có dài cái chiều ngang nó dài quá ha. Rồi. Vẽ hình chữ nhật xong. Rồi mình sẽ quan trọng là mình phải vẽ đường trục nha các em nha. Phải có đường trục nha, không có đường trục là mình vẽ không bao giờ được nha. Đây, trục đây. Đường trục chéo nha. Rồi. Vẽ thật chính xác nha. Rồi tiếp tục. Rồi mình sẽ vẽ đường trục chéo nè, thứ hai. Rồi, hiện bây giờ mình đã xác định được cái điểm giữa nè. Điểm giữa của cái hình chữ nhật này. Rồi, mình sẽ vẽ đường thẳng đứng ha, gọi là trục đứng thẳng xuống. Rồi. Mình canh cho đứng nha, đừng có nghiêng nha. Rồi, vẽ đường trục nằm ngang. Đó. Nếu cần thiết thì mình sẽ lấy thước mình đo từ đây đến đây, mình đo từ đây đến đây, nó bằng nhau. Lấy cái thước gạch ngang qua thì nó rất là dễ ha. Còn nếu mình có năng khiếu thì mình canh ngang qua cho khoảng cách này nó từ đây đến đây nó cách đều với từ đây đến đây ha, hai khoảng này bằng nhau. Mình vẽ mà nó xiên một cái là nó không có đẹp nha các em. Cố gắng mình vẽ cho cẩn thận nha. Đó. Quá dễ ha. Rồi cái họa tiết chính giữa nè là mình vẽ to lên họa tiết chính nha. Có thể mình vẽ trong họa tiết nằm trong hình tròn. Nếu mình vẽ trong họa tiết trong hình tròn thì mình sẽ dùng combo, mình sẽ quay nha. Còn đây thầy không dùng combo, thầy vẽ họa tiết trong hình thôi ha. Họa tiết chính nằm trong hình thôi. Đây nè. Đó, họa tiết nằm trong hình thôi. Đây, tiếp tục. Đây họa tiết nằm trong hình thôi. Rồi, đây, thôi nè. Họa tiết chính này nằm trong hình vuông cũng được, tùy thích các em nha. Đó. Rồi, họa tiết chính mình vẽ ra đây. Họa tiết phụ vẽ bốn góc nha. Bây giờ mình sẽ đi tìm họa tiết nha các em. Là vẽ đơn giản thôi. Nếu mà vẽ mà phức tạp quá, nó rườm rà, nó cực lắm nha. Thì họa tiết có thể là mình vẽ chiếc bông hoa, chiếc lá ha. Chiếc lá thì nó có nhiều loại, có nhiều hình dáng khác nhau. Bông hoa cũng vậy, nó có nhiều hình dáng khác nhau nha. Rồi. Hoặc là mình vẽ con vật, con bướm, con chuồn chuồn, cá, vân vân. Rất là nhiều họa tiết, hàng ngàn họa tiết nè các em ơi. Bây giờ mình chọn ha. Bây giờ thầy vẽ cái nhị hoa đi. Nhị hoa vẽ thầy vẽ hình tròn. Đó. Nhị hoa các em đừng nên vẽ nhỏ quá, không có rõ đâu ha. Rồi. Bây giờ đây thầy sẽ vẽ cánh hoa ha. Cánh hoa là có nhiều hình dáng. Bây giờ vẽ hình bụi dục cho nó dễ nha. Cánh hoa hình bụi dục. Đó, đây. Mình cố gắng mình vẽ hai phần này bằng nhau nha các em. Ha, so với cái đường trục ha, bằng nhau. Ở dưới cũng vậy luôn nha. Thì cánh hoa phía trên đối xứng cánh hoa phía dưới nha. Đối xứng. Cố gắng mình vẽ đối xứng. Thì những hình đối xứng thì bằng nhau nha các em. Nếu mình vẽ mình lỡ to thì mình bôi mình xóa mình vẽ lại ha. Còn nếu vẽ nhỏ thì mình xóa mình vẽ to lên. Cái này bằng nhau ha. Cái này nó cũng chưa cân đối, nó mình chỉnh sửa lại nha. Chỉnh sửa lại chút xíu mình lấy cục gô mình bôi. Đó. Rồi tiếp tục. Từ đây đến đây ha. Đó, và tiếng này đơn giản thôi từ đây. Rồi. Cánh hoa bên đây ha. Đây. Nằm dấu rồi. Từ đây đến đây sẽ bằng từ đây đến đây nha. Cố gắng vẽ cho nó đối xứng nha các em. Mình cứ phát hình đi nha, mình cứ vẽ đi.
mình sẽ tổng thể trước này, cái nào mà thí dụ mà có những cái họa tiết nó không bằng nhau thì mình chỉnh sửa lại. Chứ mình vẽ một lần là không bao giờ nó được luôn đâu nha. Rồi, rồi tiếp tục thì vẽ thêm một cánh hoa nhỏ nằm trong cánh hoa lớn ha. Bây giờ mình cái chiều dài mình cũng vừa phải thôi ha, theo thầy vẽ đến đây ha. Đây đây, đây chia làm hai ra cho nó dễ đó. Ở đây đây chia làm hai ra rồi từ đây đến đây cũng chia làm hai ra đó. Này, từ đây đến đây chia làm hai ra. Bây giờ mình vẽ cánh hoa vô ha. Rồi tiếp tục đây này. Rồi đây. Rồi tiếp tục cái phần này nè, có thể mình vẽ thêm cái họa tiết để cho nó xen kẽ vào cho nó đẹp ha. Rồi bây giờ mình thể mình vẽ thì thích ha. Rồi này thầy vẽ xuống đây đi, từ đây vẽ xuống đây ha. Thầy vẽ một cái họa tiết hình chữ nhật nằm phía trong ha, ẩn phía trong. Đó. Mình vẽ sáng tạo mà mình thích sao mình vẽ vậy nha. Rồi, vẽ ngang qua. Rồi, tiếp tục này. Rồi, đây, qua tiếng này thì dán vào đây ha. Đây, dán thêm một tiếng lên vô đây. Rồi, này. Rồi, những tiếng này chúng ta cố gắng dán cho nó bằng nhau như thế. Một tiếng này đối xứng một tiếng này ha. Một tiếng này đối xứng một tiếng này. Đối xứng là bằng nhau nhưng lớn nhỏ không đẹp nha. Rồi, tiếp tục đây. Đây. Rồi phần này nè, rồi chúng ta vẽ một cánh hoa vô đây nữa ha. Rồi tiếp tục. Cánh hoa nhỏ cho đẹp ha. Một cánh hoa dài nè, dài xíu nè. Nó được. Rồi tiếp tục mình vẽ họa tiết góc nha các em ha. Vẽ họa tiết góc chỗ đây. Cái nhị hoa nằm đây đây ha, cái nhị hoa nằm đây, đó, đây cũng nhị hoa nằm đây luôn, hai cái nhị hoa nằm bằng nhau các em ha, rồi đây tiếp tục đây, rồi tiếp tục tới đây đến đây ha, thì chia khoảng chừng là lấy hơn ha, hơn một nửa một chút ha, đây nó tùy thích mình thôi đó. Đây. Rồi giờ cánh hoa vô, rồi cánh hoa những hoa em tùy thích nha, những hình nó bằng nhau, đối xứng bằng nhau nha. Rồi, tiếp tục nha. Rồi ở đây mình vẽ, có thể mình vẽ họa tiết nha. Chiếc lá. Rồi mình đã được bốn họa tiết góc rồi các em. Bây giờ là thầy đã hoàn thành nét vẽ của bài trang trí hình chữ nhật nha các em ha.
Thì mình khi mình vẽ thì mình có thể mình chỉnh sửa lại ha, mình thấy họa tiết nào mà mình chưa thích á thì mình chỉnh sửa lại cho nó phù hợp ha. Rồi khi mình chỉnh sửa xong thì mình sẽ xóa những cái đường trục chéo này các em ha, xóa bỏ nha. Xóa đường trục ngang luôn. Xóa bỏ những đường trục ngang này nè. Đây, để khi mình vẽ màu vẽ đẹp ha, xóa bỏ ha. Đó, xóa bỏ đi. Đó. Rồi thầy xóa ha. Khi thầy xóa thầy không có quay nha các em. Quay nó mất thời gian ha. Rồi thầy xóa nha. Thì tí xíu nữa mình bắt đầu mình sẽ vẽ màu vô ha. Thì các em có thể là vẽ màu sáp ha. Nếu mà mình vẽ màu sáp thì mình vẽ, còn nếu mình thích vẽ màu nước thì mình vẽ ha. Rồi thầy sẽ cái bài này thầy sẽ vẽ màu nước nha. Vậy khi vẽ các em lưu ý nè, cái họa tiết chính giữa ha, chúng ta cố gắng chúng ta vẽ nổi bật lên nha ha. Thì họa tiết phụ ở bốn góc nè, chúng ta sẽ vẽ không nổi bật bằng họa tiết chính nha, nhớ các em. Thì mình khi mình vẽ màu mình cũng lưu ý là mình vẽ có nhiều màu ha, nhiều màu để cho bài nó có màu, có sắc độ lạnh và sắc độ nóng ha, cho nó hài hòa nha. Rồi những họa tiết giống nhau thì mình vẽ màu giống nhau, nhớ nha. Họa tiết giống nhau vẽ màu sắc giống nhau. Rồi họa tiết màu nhạt thì cái nền vẽ màu đậm ha, hoặc họa tiết đậm thì cái nền nhạt nó ngược lại như thế nha. Chúng ta cứ vẽ như thế thì nó rất là dễ nha. Rồi bắt đầu mình thực hiện nha các em. Bây giờ thầy sẽ vẽ màu nước nha. Rồi. Rồi mình có thể mình vẽ thêm chút xíu nữa ha, cho cái họa tiết nó thêm sinh động thêm. Rồi, bắt đầu mình vẽ màu nha.
Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài vẽ trang trí hình chữ nhật rất đẹp rồi các em ha. Thì những họa tiết này nó cũng không có khó lắm mà cũng không có đơn giản lắm, mà cũng vừa thích hợp với các em ha. Thì tùy theo khả năng của mỗi em thì chúng ta có thể là vẽ những họa tiết đẹp hơn nữa nha. Thì qua bài vẽ hôm nay thì các em thấy hay ha, rồi cả nhà thấy hay thì ủng hộ mình một sub đăng ký nha, like, chia sẻ kênh của mình đến cho mọi người để mọi người ủng hộ giúp mình nha, để kênh mà để kênh của mình càng ngày càng phát triển nha, thì mình có động lực làm những video hay tiếp theo để chia sẻ đến mọi người xem. Mình xin chào tạm biệt cả nhà nha. Rồi mình chào các em học sinh thân yêu nha, rồi hẹn các em ở video lần sau nha. Chào cả nhà nha, chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha.